sáng ngày 5 tháng 1, đoàn công tác Ủy ban Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội do đồng chí Phan Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội làm trưởng đoàn đã về thăm di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du. Lãnh đạo tỉnh cùng đi có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hà Văn Thạch, nguyên trưởng ban tổ chức tỉnh ủy. Lãnh đạo huyện Nghi Xuân có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Phan Thị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bùi Việt Hùng. Đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Đại thi hào, tham quan, trưng bày các tài liệu, hiện vật liên quan đến cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và dòng họ Nguyễn Tiên Điền. Đồng chí Phan Thanh Bình và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với những di sản xuyên thời đại mà Đại thi hào và dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền đã để lại cho dân tộc Việt Nam cũng như nhân dân trên thế giới.